thanh niên hiếu thảo mua tiền giả rồi gửi về quê cho cha tiêu xài khiến ai nấy cảm lạnh. Thấy cuộc sống ở quê khó khăn chồng chất, thế nên chàng thanh niên trẻ tuổi đã quyết tâm rời quê lên thành phố mưu sinh, kiếm thật nhiều tiền gửi về nhà báo hiếu cho người cha già lớn tuổi. Thế nhưng dường như chỉ có báo, về được tới quê gặp được người cha, còn hiếu thì bị rơi rớt lại đâu đó ở dọc đường. Thế đó, sau vài tháng khởi nghiệp bằng việc chạy xe ôm công nghệ ở chốn đô thành, người con trai cũng để dành rủng rỉnh được chút đỉnh mang về cho cha. Tuy nhiên, có lẽ cảm thấy số tiền ít ỏi ấy không thấm thía vào đâu, nên chàng trai đã liên hệ vòng vo rồi quy đổi số tiền mình kiếm được thành 20 triệu đồng tiền giả, với hy vọng rằng trời không biết, đất cũng không hay. Không ngoài mong đợi, người cha cầm số tiền lớn trong tay mà đôi hàng lệ rơi vì sung sướng, dự định sẽ đi mua bò, mua gà về tăng gia sản xuất. Thế nhưng tiền chưa kịp tiêu thì những đồng chí áo xanh đã đến gõ cửa thăm nhà, hỏi thăm người cha cũng như người con trai về tội tàn trữ và lưu hành tiền giả. Cộng đồng mạng sau khi nghe qua câu chuyện cảm động tình cha con đã không khỏi cảm lạnh đến nhức cái đầu. Một vài bình luận được cộng đồng mạng để lại: này mới thấy báo thôi chứ hiếu chưa thấy đâu hết. Không những biếu cho bố tiền xài mà còn tặng kèm cho bố tiền án luôn. Cũng là có hiếu nhưng không dám kể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.